Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 12 tháng 1 vừa qua, Công đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố đã làm lễ bàn giao máy ấm công đoàn cho gia đình của hai đoàn viên công đoàn tại Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong. Đó là gia đình đoàn viên Bùi Thanh Tòng và gia đình đoàn viên Bùi Thị Phiến, ngụ ở xã An Thái Đông, huyện Cần Giờ. Dẫn chúng tôi tham quan căn nhà mới, anh Bùi Thanh Tòng, nhân viên xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong, vui mừng xúc động. Đây là ngôi nhà mà hai vợ chồng anh hằng ước ao. Căn nhà mới này được xây với chi phí gần 149 triệu đồng. Sau khi lấy vợ thì cha mẹ cho miếng đất gia viên ở. Tôi đã dựng được căn nhà lá, ở cũng được gần 9-10 năm. Sau đó tôi không có điều kiện sửa chữa, cũng ở tạm thời. Nhà thì nền nó thấp, nước thì nó ngập lên, mưa thì nó giọt. Điều kiện kinh tế làm nói chung đủ trang trải cuộc sống trong gia đình vợ chồng con cái với cha mẹ, với ngoài cái sửa nhà là không có cái điều kiện sửa. Thay mặt gia đình tôi xin gửi lời đến cảm ơn tới cộng đoàn ban giám đốc công ty và các mạnh thường quân. Máy ấm công đoàn thứ hai được trao cho gia đình chị Dương Thị Phiến, nhân viên đội bảo vệ giữ rừng Cần Giờ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong. Gia đình chị Phiến có 6 thành viên. Trước đây gia đình chị sống trong căn nhà lá, cất tạm trên nền đất ba mẹ chồng cho. Khi mưa nhà bị dột, nền nhà thấp nên thường xuyên bị ngập nước. Căn nhà mới này được hoàn thiện với số tiền gần 134 triệu đồng. Xúc động khi được nhận nhà mới khang trang, chị Phiến chia sẻ. Năm cũ sắp bước sang năm mới, sắp đón Tết tới nơi rồi. Vợ chồng em rất là vui, có được căn nhà. Tôi cũng cảm ơn quý lãnh đạo, công đoàn đã giúp đỡ cho tôi được căn nhà khang trang sạch đẹp. Tổng chi phí xây dựng hai máy ấm công đoàn là gần 283 triệu đồng. Số tiền trên được Công đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong vận động đoàn viên, người lao động hỗ trợ 60 triệu đồng. Đồng thời nhà hảo tâm hỗ trợ 80 triệu đồng và hơn 142 triệu đồng do Ban giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong đóng góp. Đây là hai cái máy ấm công đoàn đầu tiên của cái nhiệm kỳ 2023. 2028 hướng tới kỷ niệm 2026 là sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Thanh Xung phong, nên là Công đoàn Lực lượng Thanh Xung phong cố gắng trong nhiệm kỳ là phấn đấu trao từ 2 đến 5 căn, hiện nay đã được 2 căn rồi và phấn đấu được 3 căn nữa. Để đạt được điều này thì thực sự là Công đoàn Lực lượng Thanh Xung phong rất cần cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân cũng như là người sử dụng lao động của các đơn vị, đặc biệt là sự đóng góp của đoàn viên, người lao động trong toàn Công đoàn Lực lượng Thanh Xung phong. Rất mong là sự hỗ trợ và tiếp sức cũng như là về tinh thần cũng như về tài chính để chúng tôi thực hiện công trình đề ra. Tại lễ trao máy ấm công đoàn, các nhà hảo tâm còn tặng quà là các vật dụng cần thiết cho cả hai gia đình.